Chào các bạn, hôm nay mình sẽ bóc hộp cần số pha lê mới chính hãng của VM. Đây, mình tự tin mình nói luôn, đây là cái sản phẩm cần số pha lê chính hãng đầu tiên ở Việt Nam mà được nhập khẩu về Việt Nam. Bình thường thì nhập tàu, nhập châu Âu như là hàng cũ thôi, hàng tàu mông lại thôi. Còn để mà đầy đủ hộp chính hãng này thì không đâu có. Đây sẽ là cái cần số pha lê đầu tiên nhập khẩu mới full box. Đây anh em nhìn nhé. Đây là mình có nhập ba cái hộp về. Mình sẽ bóc thử cái hộp. Đây nhá, nguyên tem này. Đấy, bây giờ mình sẽ bóc thử ra xem là ở trong cái hộp này thì nó có cái gì. Hộp này là cũng là hộp của BM luôn. Đầu tiên là cái hộp màu trắng này, cũng nguyên tem của BM này. Bỏ ra, ôi rất nhiều phụ kiện. Chắc đây là mấy cái nút chrome. Cái túi bóng của chính hãng của BMW đi kèm những cái phụ kiện rất là khác so với những chỗ khác nhập Trung Quốc nhé. Đây là cái ốp sau của cái cần số pha lê này. Đây là những cái phụ kiện đi kèm, mình đoán đây là cần số pha lê. Đây là những cái nút bấm và nút đây là nút khóa cần số. Hàng BM rất là cẩn thận, bọc một lớp xốp ở ngoài màu vàng, bên trong là một cái hộp giấy bóng. Hàng hãng mà mới chính hãng thì luôn có cái hộp này, mua có cái túi bóng này. Đây chính là cần số. Đấy. Và tiếp theo còn một phụ kiện nữa. Ở đây có rất nhiều phụ kiện kèm nên mình sẽ mở ra sau. Xem đây còn những cái gì nữa không. Full một hộp này để lắp cho X5, X7 đời mới. Đây mình tạm thời bỏ ra đây. Tiếp theo là đến cái hộp này, cũng là có tem chính hãng luôn. Em cực kỳ là xịn sò. Đây là con chuột pha lê, cái lún xoay cực kỳ là xịn luôn. Đây mình sẽ để ở đây nhé, để ở đây những cái gì bóc rồi mình sẽ để ở đây kèm luôn bóng. Tiếp theo đến là thay cần số. Thay cần số thì cái phần lún này nhầm thì nó sẽ lắp vào đây. Đó. Đâu phải hết rồi. Mình sẽ lắp vào đây. Đây nha, con này là loạt full cho nên là nó sẽ có thêm cả cái lúm camera ở đây. Cho dành cho xe bạc. Có camera. Đây là
nó start tốt cũng bằng pha lê luôn này. Và cái cần số này mình nghĩ là cái này sẽ lắp vào đây. Đây mới là xịn nha anh em nhá. Xịn mới chính hãng. Đấy, đây mới là xịn sò. Đây mới là xịn sò của châu Âu. Nói không với hàng tàu nhá. Đây là cái ốp. Thiếu một cái gì cả. Tất cả đều rất là xịn. Trong này có rất nhiều phụ kiện. Rất nhiều phụ kiện. Máy ông Tây này thiết kế thông minh thật. Những cái này là cho đi kèm. Cho đi kèm để backup. Không thiếu một cái gì cả. Đây là phụ kiện đi kèm với tần số. Đây là cái nút khóa, nút bấm. Ốc. Rất là xịn. Bản thân cái túi của BM nó cũng rất là xịn. Đây nút khóa. Nhưng thêm đây là cái gì nữa đây. Đây cũng là một cái nút khóa nữa. Đây là một nút khóa nữa, chắc là pin ở bên này. Tất cả đều rất là xịn sò. Ok, cảm ơn anh em đã theo dõi. Mình sẽ làm một clip hướng dẫn lắp đặt nữa. Khi nào mình lắp lên xe thì mình sẽ làm cho anh em một clip hướng dẫn lắp đặt nữa.